Đây là vườn hồng ở Mỹ nha bà con. Tổng cộng có trong vườn này có 300 cây hồng. Mà cây nào cây nấy trái hoang hoại luôn. Hồng này đó là hồng giòn đó. Hồng thì trái bao la luôn. Cây nào cũng có trái hết. Bây giờ bẻ hết mấy ký, mấy chục ký rồi, bây giờ quay phim chơi. À, cây thấp 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 trái không nè. Hồng không đó. Đây giác kiều nó là một cây trái không nè, hồng nè. Quá khứ hồng trái à. Coi nè, trong cổng nào trong đây 300 cây hồng luôn. Trái không. Trái tới đọt tới nhánh dưới kìa, sát lồng. Sát cái cây cũng còn trái nè. Ở đây là cái gốc dưới nè, trên cây nè. Nhánh đó nè. Trái mà tới nổi cái cây, cái nhóm cây nó quằn xuống nè, tới đây nè. Trái lấp. Sát kìa. Trên ngọn cỏ chút xíu thôi. Hồng quá chừng trái à. Ai ăn hồng này vô chắc trường xanh bất tử quá. Trong cổng cái vườn này rồi 300-400 cây hồng. Hồng trái dữ lắm. Hôm nay vườn lớn rộng xa lắm, đi không hết được. Cái này sâu ở trong mấy mẫu nó, mấy mẫu đất luôn. Thôi giờ đi ra giờ trái cho bà con coi vậy đó. Đó. Quá trái à. Bây giờ không biết bẻ cái nào ăn, rồi cho chín ăn thôi, ăn cho đã xong rồi còn nhiêu mình ra đăng ký tính tiền. Hồng nha bà con, hồng Mỹ nha, hồng giòn nha. Đây là của Nhật, của Nhật, cái hồng này của Nhật mà, nhưng mà bán lại cho người Mỹ rồi. Cái hồng trái nè, trái sắc 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 đắt không à, thấy ham à. Quá trái rồi. Mỗi cây hồng nó trái gì đó. Cái này mà trái nó nổi mà không có ra lá luôn được nữa nè. Tại cái trái nó không, nó dành hết trơn rồi. Đâu có lá được. Thấy không? Cây nào cây nấy trái quá chừng trái à. Cây nè. Có cây có lá. Lá người ta bẻ không gài bẻ hết trơn à. Nè, ở Mỹ người ta cho bẻ muốn bao la, muốn ăn nhiêu ăn phải tính tiền. Ở đây nè, bẻ thành quả là hai bịch hồng. Lựa cái bự ăn thôi, cái bự cái chín để về ăn hai bịch bự vậy đó. Rồi vài bữa đây chín nữa bẻ trái bự nữa chứ không có, chứ không bẻ làm hết được, tại vì quá nhiều đâu có bẻ hết được. Đây là bẻ xung quanh nè cho bà con coi, cho các bạn coi nha. Này hồng đây, hồng Mỹ đây đó. Cái hồng đây nè đó. Cây này thì ta bẻ rồi, cây này chưa có bẻ, có nhiều cây chưa có bẻ lắm. À, trái không nè, 300-400 cây hồng ở trong đây. Cây thấp 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 mà trái thấy ham luôn. Vậy đâu mà trái quá chừng trái à. Đó. Ai muốn ăn hồng thì qua đây. Qua vườn hồng đây ăn. Mấy trăm cây luôn. Giờ trái không à. Bây giờ cũng chiều rồi. Đây là hồng, hồng giòn. Ê, đó là hồng giòn. Đây là hồng ngọt đây. Hồng ngọt thì có mấy trái này mà chưa chín nè. Hồm hồm là không dám bẻ. Sợ nó bẻ rồi cái chín cái đầu cái vú nữa. Thấy trái không?